Dạ vâng, em Hùng xin chào tất cả bác và tất cả anh em nhé. Thì hôm nay bên em về được một ít sub điện nha bác nha. Sub điện hay còn các bác còn gọi là trạm điện đó. Thì những dòng sub này dùng dưới những dòng sub cho gia đình, hỗ trợ cho cả bác karaoke nghe nhạc nha bác. Đấy. Bên em về được là ba cái quả sub Spring Vega của Mỹ nha bác nhé. Và một sub Aberbero của Thị Điển đấy. Rồi thì em đi vào giới thiệu vòng như báo giá cho cả bác và bốn ngôi sub này, và cũng như là em sẽ giới thiệu chi tiết cho cả bác từng quả ở video sau nha. Thì video này nếu mà giới thiệu hết bốn quả này thì rất là dài, thì em sẽ có video sau và tháo ruột ra nội thất nó cho tất cả bác cùng xem đấy. Thì ở đây thì bên em về được là ba quả Spring Vega này, thì gồm hai quả bass 25 và một quả bass 40. Thì ở đây thì em sẽ quay cho bác xem qua một tí. Đấy. Thông là gỗ bọc sim ly vân gỗ màu đen nha bác. Đấy, tất cả là màu đen. Con này đen bóng, đen bóng piano rất đẹp luôn. Đấy. Rồi đây logo dưới là Spring Vega đây bác nha. Đấy, cạch rất đẹp nha. Đấy. Con này bass 40 nha, bass 40 đây bác. Tháo cành này cho bác xem, tiếng lò quá phê, nhìn tiếng lò thôi, nhìn cái găng này bác, bằng đó rực rỡ luôn, rực rỡ luôn á, quá đẹp luôn, rất là chắc chứ, bắt 40 nha bác, quá đẹp luôn, rất là giá trị nha bác. Đó là sưu tầm cái quay sub này thì alo em này, hàng cực kỳ đẹp từ góc cạnh luôn nha. Rồi thì quán này thì nói chung là ba quán này đều chạy điện 120 hết nha bác nhá. Con này cũng chạy điện 100 luôn. Đấy. Nói chung bốn quán này là đều chạy điện 120 hết. Là bác về sử dụng là phải có ống áp nhé. Bác chơi những đồ nội địa thì bác phải sử dụng ống áp, cái đó là điều hiển nhiên nha. Đấy. Thì qua bát sub 40 của Spring Vega thì con này có giá là 15 triệu nha bác nhá. 15 triệu. Nó sắp điện nha mọi người, không phải sắp hơi nha, sắp điện. Đấy. 15 triệu bên em bao cước nha, một quả này. Quá đẹp luôn quá. Tuyệt vời. Đấy. Rồi, sản phẩm tiếp theo nữa là cái con này. Con này thì ai các bác nhìn này, quá đẹp luôn. Xúc sắc này, canh con này thì còn cực kỳ đẹp nha. Đấy. Đó, ok. Thì con về hai con thì hai cái con đều đẹp như nhau, nhưng mà cái con có một con này canh nó bị một lỗ này, hai lỗ này bác nhá. Đấy. Ba lỗ này. Nó bị ba cái chấm như này, như đầu cổng tâm này, như đầu cổng tâm này bác. Thì các bác mua con này thì em giảm cho các bác 300 ngàn. Đấy, 300 ngàn nhá. Thì nói chung là lời lãi nó trả bao nhiêu đâu, về thì những cái cành lưới này thì nó có lỗi tí thì các bác thông cảm. Con này là đẹp keng, con này đẹp keng, cành nó đẹp keng nha. Ở dưới này thì nó mấy cái chỗ này thì em sẽ giặt sạch sau nha bác, cành thì em sẽ giặt sạch nó có bị ố bẩn này, bẩn này em chưa giặt nha. Đấy, tháo ra cho bác này, hai con đều đẹp keng hết nha. Chỉ có cành con này nó bị hai ba chấm chỗ này thì nó bị lỗi này, thì em bớt cho các bác. Đấy. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Hai con là đẹp như nhau. Con này là con này LV kép 15, mã nó LV kép 15 nha. Hai con này là mã là LV kép 10. Đấy, LV kép 10 nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Bát nó 25 nha. Bát 25. Đó, hơn găng tay. Bát 25 gần. Đó rực rỡ. Đấy, các bác nào yêu thích màu đỏ gần đó Spring Vega thì alo cho em. Quá wow, ok. Điện 120V. Đấy. Quá đẹp nha bác. Rồi thì hai con này thì con bên trong thì nó đẹp hơn, đẹp hơn về phần canh thôi, chứ còn thùng quách là nó như nhau nha bác nhá. Thùng quách nó đẹp như nhau. Tiếng loa là đẹp như nhau, chứ có một con là canh nó xấu hơn tí thôi. Đấy. Thì con bên này thì em để cho giá cho tất cả bác là 7 triệu nha.
7 triệu này, con bát 25. Con này là 6 triệu 6 triệu 7 nha bác nha, 6 triệu 7 em bớt cho bác giá 300 ngàn. Đấy, bác lấy con nào cũng được, lấy hai con cũng được, lấy hai con thì em giảm thêm tí nữa cho bác. Đấy. Nói chung là cái canh này thì nó không quan trọng nha bác nhé, không quan trọng. Đấy, tránh bụi thôi, bị một hai lỗ như đầu chân tâm, hàng có sao là em báo vợ nha. Ok bác nha, quá đẹp luôn. Con này thì 6 triệu 7 này, 6 triệu 7, con này 7 triệu nè. Bắt 25, hai con bắt 25, hai con đều như nhau, thùng bắt như nhau, rất đẹp luôn. Và cũng là thùng gỗ Simly hết, Simly đen quang gỗ hết nha bác nhé. Rồi, con trên cùng, con trên cùng là con AB, AB của Thủy Điển nha bác nhé. Đấy, con này thì sử dụng bắt 20, cũng bắt trước nhưng mà lỗ thông hơi nó là lỗ thông hơi ấp gập, còn ba con này lỗ thông hơi ngồi sâu nha. Đấy, cũng có cái canh nha bác nhé. Đây, canh ở đây, canh tròn. Đấy, chè của bác, bác này bác 20 rồi. Bác 20 giờ bác. Đấy. Đây, phù hợp cho bác chơi gia đình, nghe nhạc rất là hay. Đấy. Nhạc các bác ghép WhatsApp này thì chơi rất ok. Đấy, rất đẹp nha bác nha. Con này thì 20 thôi. Đấy. Bóng piano nha. Cực kỳ đẹp nha bác. Bóng sơn gương được luôn nha. Góc cạnh nó này, đó chính. Cực chắc luôn. Rồi qua súp này thì giá của nó là 5 triệu rưỡi nha bác nhé, 5 triệu rưỡi qua súp này thì bác nào chơi thì alo nha. 5 triệu rưỡi thôi nha, rất là chất lượng nha. Trong cái này của Thủy Điển nha bác nhé. Đấy, bác nhìn quá chắc luôn, bóng lót nha. Đây bác, đây Sweden Thủy Điển nha, AC100V. Đấy, xuất sang thị trường Nhật Super Wood âm ly, quá chắc, cực kỳ là chắc nha. Pro AB này. Audio Pro AB nha bác nhé. Còn đây, con này là con bass 40 này. Bass 40 LV15 này, điều 120V. LV10 nha bác nhé, con này cũng LV10 luôn. Đây. Rồi, ok bác nhé. Rồi em về được là tổng cộng 4 sản phẩm lo sức nhé. Thì bác nào yêu thích sản phẩm nào thì alo cho Phong nha. Đấy, giá rất là tốt luôn. Thì bác nào chơi thì sưu tầm những sản phẩm chất lượng của sản Spring Vega cũng như là những sản phẩm từ châu Âu thì đi để liên hệ cho Phong. Rồi, một chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua số rồi trong tâm biến mua hình nha. Các bạn Zalo, Facebook để xem bản cụ thể chi tiết. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video sau nha.